Siêu xe là một cái thứ gì đó mà đối với một người bình thường như mình thì nó là cái thứ vô cùng xa vời. Sự quá tầm với này thậm chí khiến cho mình không dám nhìn và không dám chạy gần những cái chiếc siêu xe khi nhìn thấy nó ngoài đường. Tuy nhiên, thế giới vẫn tồn tại một nhóm người có khả năng sở hữu siêu xe, và trong sân chơi đó có nhiều điều thú vị và bí ẩn hơn là chúng ta tưởng tượng. Vậy thì những cái điều đó là gì? Thì mời các bạn xem tiếp video. Cứ vài tháng thì một nhà sản xuất siêu xe như Ferrari, Bugatti hay là McLaren sẽ lần lượt công bố một phiên bản giới hạn của các dòng xe đang bán với mức giá hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu USD. Nhưng cùng lúc đó thì gần như tin tức lúc nào cũng là chiếc xe đó đã có chủ. Nhưng làm thế nào để điều đó xảy ra? Làm thế nào mà bạn có thể mua được chiếc xe ngay trước khi nó được công bố? Hay có một câu lạc bộ tỷ phú ngầm nào đó đã được nhằm báo tin về chiếc xe và họ mới chính là những người được quyền mua? Để tìm ra sự thật thì hãy thử nghe qua về chia sẻ của những người đã sở hữu siêu xe. Misha Mansoor sinh ngày 31 tháng 10 năm 1984 là một nghệ sĩ guitar người Mỹ, nhạc sĩ cũng như là nhà sản xuất âm nhạc. Chưa dừng lại ở đó thì anh chàng này còn là một tay chơi siêu xe thứ thiệt. Misha có một chiếc Lamborghini Huracan Performante và có một chiếc Porsche GT3 Touring. Có vẻ như cách dễ nhất để sở hữu một chiếc siêu xe đó chính là mua xe đã qua sử dụng. Tất nhiên thì chúng ta không bàn tới chuyện kiếm đâu ra tiền để mà mua. Bất kỳ chiếc xe hay thậm chí siêu xe nào thì đều bị mất giá theo thời gian. Vậy còn trải nghiệm mua xe tại chính đại lý của một hãng siêu xe sẽ như thế nào? Và nó có khác gì so với đại lý xe hơi thông thường hay không? Thực ra thì vấn đề này tùy thuộc vào nhà sản xuất. Trên thực tế thì McLaren là một trong những hãng thực sự mong muốn khách hàng của họ có thể sở hữu một chiếc siêu xe do họ lắp ráp. Misha cho rằng anh ta chưa từng sở hữu một chiếc McLaren nào, nhưng đã chạm tới rất gần việc đó do các chính sách bán hàng đến từ hãng. McLaren là một cái hãng siêu xe rất năng nổ với mô hình kinh doanh thú vị. So với Ferrari được thành lập từ những năm 1947, Porsche được thành lập từ năm 1931 thì McLaren có vẻ như sinh sao đẻ muộn hơn khi thành lập vào năm 1963. Dù vậy thì cái tên McLaren ngày nay vẫn luôn được nghĩ tới khi chúng ta nhắc tới những chiếc siêu xe bắt mắt và ồn ào trên phố. Bất kỳ ai cũng có thể mua được một chiếc McLaren miễn là họ có tiền. Mặc dù McLaren F1, chiếc siêu xe đầu tiên được sản xuất bởi McLaren, được ra mắt từ tận năm 1992, nhưng sự vắng bóng của họ trong những năm sau đó ở thị trường xe này khiến cho họ gặp bất lợi rõ rệt nếu so với những cái nhà sản xuất khác. Tuy nhiên, nhờ chính sách bán hàng có phần cởi mở hơn, khoảng cách của họ với các hãng siêu xe khác dần được thu hẹp lại theo thời gian. Tại châu Âu thì McLaren có sự tăng trưởng vượt bậc kể từ năm 2011 khi họ bắt đầu quay trở lại với dòng MB412C. Nếu như năm 2011 doanh số của McLaren chỉ là 40 chiếc thì đến năm 2019 con số này đã lên tới 1.100 chiếc. Vậy thì trong cuộc đua này, một hãng xe khác có vẻ ít nổi trội hơn là Porsche làm thế nào để chiếm được lợi thế? Nếu đang sở hữu một chiếc 911 trong thời gian mà xe bạn đang được bảo dưỡng thì Porsche sẽ gửi cho bạn một chiếc xe khác như là Macan hay là Cayenne để chạy đỡ trong thời gian không có xe đi lại. Vả lại thì những chiếc siêu xe của Porsche trông có vẻ bình thường hơn một chút so với những chiếc siêu xe khác. Một lựa chọn dành cho những người thích siêu xe nhưng lại không muốn bị người khác chú ý quá nhiều. Tiếp theo, có một nhà sản xuất siêu xe khác thuộc dạng khá chảnh, đó chính là Ferrari. Trước khi sở hữu chiếc Lamborghini Performante thì anh chàng nghệ sĩ Misha nói trên đã từng có một chiếc Ferrari 488. Với kinh nghiệm của mình thì Misha cho rằng Ferrari là một hãng xe không đơn thuần chỉ muốn bán xe, mà họ phải đảm bảo khách hàng của họ thực sự có niềm đam mê với những chiếc xe có logo ngựa tròn. Đôi khi họ sẽ tư vấn cho bạn một dòng xe khác, thậm chí còn có giá rẻ hơn nhưng họ nghĩ là phù hợp với bạn hơn, hoặc đề xuất bạn mua xe cũ. Một hãng ô tô thông thường sẽ tìm mọi cách để bán được xe ngay khi bạn không cần tới tận nơi để xem cái xe đó. Thực tế thì nhân viên bán hàng của các hãng xe thông thường sẽ đề xuất cho khách hàng mua những dòng xe cao cấp hơn, đắt tiền hơn ngay khi nhu cầu của họ không thực sự cần thiết. Theo những nguồn tin khác nhau trong ngành thì Ferrari làm điều ngược lại hoàn toàn. Bạn có thể có rất nhiều tiền trong tay, nắm giữ một chức vụ quan trọng nào đó trong tổ chức của bạn, nhưng nếu bạn chưa từng mua một chiếc xe Ferrari thì có thể Ferrari chỉ bán cho bạn một chiếc xe đã qua sử dụng. Thứ mà Ferrari muốn mang tới cho khách hàng của họ là một phong cách sống cùng với Ferrari, chứ không hẳn là bán một phương tiện đi lại cho họ. Bất chấp những chính sách này có thể khiến cho khách hàng khó tính, cảm thấy không hài lòng. Ferrari sản xuất xe rất giới hạn. Trung bình mỗi năm họ chỉ ráp được đâu đó khoảng 8.400 xe, trong khi đó Honda có thể sản xuất được 386.000 xe mỗi năm. Trong khi phần lớn các hãng ô tô đều áp dụng robot để tự động hóa và tự hào về điều đó, thì Ferrari lại tìm mọi cách để làm mọi thứ một cách thủ công. Chế tác thủ công giúp cho mỗi sản phẩm là một dấu ấn riêng, và điều này làm chậm quá trình sản xuất, khiến cho khách hàng phải chờ khá lâu. Mặc dù sản xuất hạn chế nhưng vẫn còn rất nhiều những người muốn sở hữu Ferrari và sẵn sàng chờ đợi. Trong trường hợp này, câu hỏi đúng cần được đặt ra đó là ai sẽ là người mua. Trong một cuộc phỏng vấn với Drive.com, giám đốc tiếp thị của Ferrari là Enrico Galleria đã tiết lộ về quy trình bán xe của họ. Đối với những dòng xe hiếm và đặc biệt như là La Ferrari, không chỉ các khách hàng tiềm năng cần có một lịch sử gắn bó lâu dài với thương hiệu, bao gồm việc từng sở hữu nhiều chiếc Ferrari, mà họ còn phải tham dự các sự kiện diễu hành được tổ chức bởi hãng tại đâu đó trên thế giới. Ngoài ra thì một cách khác để chiếm được tình yêu của Ferrari đó là bạn đã từng đăng ký để tham quan trường đua độc quyền của họ ở Ý, đồng thời tham dự các sự kiện đua xe nổi tiếng như là F1 chẳng hạn. Và ngay khi đáp ứng được tất cả những tiêu chí trên thì bạn chỉ được góp mặt vào danh sách các chủ sở hữu được ưu tiên và hoàn toàn có thể không sở hữu được chiếc xe mà bạn yêu thích của Ferrari. Ferrari chưa bao giờ nhắc gì về chính sách này, nhưng hãy thử hỏi những người đang có Ferrari xung quanh bạn. Biết đâu họ sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện hay về hành trình để có được chiếc xe yêu thích này. Rõ ràng nếu có tiền, bạn cũng không thể mua được xe. Nói cách khác, nếu Ferrari không thích bạn, họ sẽ không bán xe cho bạn. Rất may, nếu Ferrari không bán xe cho bạn, với một đống tiền trong tay, bạn có thể ngậm ngùi tìm đến hàng loạt các lựa chọn khác đến từ những thương hiệu khác. Hầu hết các hãng xe đều có những phiên bản giới hạn và cực kỳ hiếm, chẳng hạn như Porsche thì có 918 Spyder, McLaren thì có vô số các phiên bản đặc biệt và Lamborghini thì cũng không thua kém. Ngoài ra, bạn có thể tìm tới những thương hiệu sản xuất hypercar khác như là Koenigsegg hay là Pagani. Sự khác biệt giữa hypercar và siêu xe đó là nhận xuất hypercar sẽ không ráp nhiều xe, sau đó đưa nó vào đại lý để khách hàng có thể ngắm nghía và đắn đo có nên mua hay là không. Mỗi nhà sản xuất hypercar đều có quy trình riêng của họ, nhưng các bước thì thường sẽ không giống nhau. Ví dụ, nếu bạn muốn mua một chiếc Pagani Huayra hay một chiếc Bugatti Chiron thì điều đầu tiên bạn cần làm là tìm đến một đại lý gần nhất và nói với họ rằng bạn đang thật sự rất nghiêm túc để muốn mua chiếc xe này. Hãy nhớ rằng sẽ không có xe trưng bày trong showroom để bạn có thể nhìn thử. Đó là khác biệt lớn đầu tiên. Tiếp theo, bạn cần có tiền đặt cọc. Sau đó, nhân viên sẽ tiến hành cho bạn chọn màu sơn, nội ngoại thất, chất liệu, da bọc ghế và hàng loạt các yếu tố khác để phù hợp với sở thích cá nhân của bạn. Sau cùng thì khi mọi thứ đã được chốt xong, bạn về nhà và chờ đợi xe được lắp ráp. Đây có lẽ là giai đoạn chán nhất trong suốt hành trình. Một chiếc hypercar có thể tốn 6 tháng hoặc 2 năm để hoàn thành bởi vì mọi thứ đều được làm bằng tay. Cuối cùng sau nhiều tháng ròng chờ đợi, chiếc xe của bạn đã cập cảng và tiếp sau đó là bạn cần phải hoàn tất các thủ tục đăng kiểm, lấy biển số trước khi có thể lăn bánh một cách hợp pháp trên đường. Từ đây có thể thấy rằng hầu hết những chiếc siêu xe hay hypercar mà bạn có thể nhìn thấy khi nó được trưng bày trong showroom hầu hết là xe đã qua sử dụng hoặc là xe đang trong quá trình bảo dưỡng của một vị khách nào đó. Chính vì những khó khăn trong quá trình đi mua một chiếc siêu xe cũng như là độ hiếm của từng loại xe, thế nên là giá cả của xe trên thị trường thường rất loạn và gần như không có một mức cố định. Điều này khiến cho rất nhiều hãng xe ngày nay bổ sung thêm các chính sách bán hàng. Nghĩa là nếu bạn muốn mua xe, đặc biệt là các phiên bản giới hạn, đôi khi bạn sẽ phải đồng ý với một số những cái điều khoản về cách mà bạn có thể sẽ bán nó cho ai khác, hoặc bạn sẽ định đoạt số phận của chiếc xe thế nào. Nếu bạn mua chiếc xe sau đó mang nó bán kiếm lời thì tiền lời đó sẽ được dùng cho việc gì cũng phải được đảm bảo. Đó là những cái thông tin mà mình tìm tòi được, những cái góc khuất khá thú vị trong giới chơi siêu xe. Nếu anh em thấy video này hữu ích thì nhấn like, share và subscribe cho kênh YouTube của Xe Tinh Tế. Bây giờ thì xin chào và cảm ơn các bạn. Mình là Minh Trí ND để mạng xã hội tinh tế.vn.